Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ công tác điều tra dịch tễ của địa phương khi có ca mắc, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ đã có sáng kiến thành lập mô hình nhật trình an toàn mùa dịch. Đến nay thì hầu hết người dân trên địa bàn đều đồng tình ủng hộ, tạo thói quen ghi chép lịch trình di chuyển mỗi ngày. Nhật trình an toàn mùa dịch là sổ để người dân ghi chép lịch trình di chuyển của mình. Thông qua đó, nếu như có ca mắc liên quan thì người dân có thể nhớ được mình đã đi đâu, tiếp xúc với ai trong thời gian nào để khai báo với trung tâm y tế gần nhất và quan trọng là có thể chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Mỗi ngày, bà Đặng Thị Kim Cúc, trú tại tổ 75 phường Khuê Trung đều cẩn thận ghi chép lịch trình di chuyển của bản thân và thành viên gia đình. Điều này đã trở thành thói quen của bà Cúc trong những ngày dịch như thế này. Thì tôi thấy cái dịch nhật trình an toàn mùa dịch này rất là thuận lợi. Bởi vì nó rất là cụ thể, dễ ghi. Thật ra là cái nhật trình an toàn mùa dịch này từ khi mà phát lệnh, phát động đến bây giờ thì gia đình tôi cũng ghi rất là cụ thể. Chỉ có trừ thời gian nào không đi thì mình chốt lại là từ ngày đó đến ngày đó là mình không ra khỏi nhà như cái thời gian mà giãn cách xã hội. Mô hình nhật trình an toàn mùa dịch được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khuê Trung thực hiện dưới sự chỉ đạo từ quận ủy Cẩm Lệ và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, thí điểm tại chi hội phụ nữ 25. Theo đó, chi hội đã phối hợp với tổ dân phố phát gần 400 sổ nhật trình cho người dân, đồng thời trực tiếp hướng dẫn kỹ càng cách thức ghi chép để người dân có thể nắm bắt và dễ dàng thực hiện. Qua cái đánh giá bước đầu thì cái sự đồng thuận của nhân dân về cái việc cập nhật sổ này và cái hiệu quả có được thì Hội Phụ nữ phường sẽ tiếp tục tham mưu cho Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân để nhân rộng ra toàn bộ cái hộ dân trên địa bàn phường, để trên cơ sở đó là người dân hưởng ứng cái chủ trương này và cũng có cái ghi chép cập nhật sổ cho nó đảm bảo theo cái mục đích đề ra.